VinFast Lux SA là một trong những chiếc SUV được người dùng Việt khá yêu thích, với tầm giá hơn 1 tỷ. Đặc biệt, hiện nay VinFast Lux SA còn nhận được nhiều chương trình ưu đãi đến từ hãng xe Việt. Tuy nhiên, VinFast đã thông báo sẽ không sản xuất xe xăng nữa, nên VinFast Lux SA càng trở nên hiếm và xe lướt đang là lựa chọn của nhiều khách hàng. Mới đây, một chiếc VinFast Lux SA sản xuất năm 2022 đã được giao bán. Đáng chú ý, chiếc xe siêu lướt chỉ có số lăn bánh chỉ 15 km. Theo đó, chiếc VinFast Lux A gần như vẫn còn như mới và người dùng đã tiết kiệm được nhiều chi phí so với việc lăn bánh một chiếc xe mới tương đương. Được biết, đây là chiếc VinFast Lux A thuộc bản tiêu chuẩn và đã liên hệ với người giao bán chiếc xe này và được biết, mức giá mà người bán giao VinFast Lux A là 1 tỷ 110 triệu. Người bán sẵn sàng thương lượng thêm với những khách hàng có thiện chí và chốt mua sớm. Khảo sát trên thị trường xe cũ, những chiếc VinFast Lux S A tiêu, chuẩn tương tự có mức giá loanh quanh khoảng gần 1 tỷ mốt, tuy nhiên số lăn bánh sẽ cao hơn chiếc xe này. Theo nhiều người, đây là chiếc xe VinFast Lux S A được mua với chính sách áp dụng 2 voucher mà thương hiệu Việt mới triển khai trong tháng 3. Như vậy, đây có thể chiếc xe do tư vấn bán hàng mua, áp dụng khuyến mại rồi bán lại. Do đó, đây có thể là lý do mà chiếc VinFast Lux S A mới chạy 15 km đã dò bán số lăn bánh có lẽ chỉ để đi đăng ký xe. VinFast Lux SA phiên bản thấp nhất của dòng SUV thương hiệu Việt sở hữu thiết kế không khác biệt nhiều so với bản cao cấp. Chiếc xe này duy trì hệ thống đèn pha LED, đèn định vị tương tự với tạo hình chữ V đặc trưng. Khác biệt dễ nhận ra nhất trên VinFast Lux SA là bộ mâm màu nhôm so với dạng phay bóng trên bản cao cấp nhất. Đuôi xe duy trì cụm đèn hậu LED hiện đại. Bên trong khoang lái, VinFast Lux SA dùng màn hình giải trí cỡ lớn 10.4 in, những tiện nghi khác trên xe như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Trong khi đó, ghế xe dùng da cao cấp với khả năng chỉnh điện ghế lái, hàng ghế thứ hai rộng rãi tích hợp cửa gió điều hòa. VinFast Lux SA được trang bị động cơ turbo dung tích 2 lít, cho công suất tối đa lên đến 228 mã lực và mô men xoắn 350 Nm kết nối với hộp số tự động 8 cấp ZF. Xe cộ XXX